Chúng mày đùa tao đấy à? Không, cái em đùa đâu. Mẹ chúng mày biết tao đang đi họp. Lừa Nam là lấy tiền. Đi rút rồi. Lấy tiền ở đâu? Đây. Nếu hiểu chúng mày thì vậy tao đang đi họp, chúng mày trêu tao. Chúng mày lấy cái cục họp tao ra, chúng mày đùa tao đấy à? Đâu xe đâu, lôi xe tao đây, nhanh. Dẹp được không? Dẹp đấy. Hello, xin chào các bạn channel của mình. Mình là Nguyễn Đức Nam đây. Mình công cậu đây. Đấy anh em ạ, ngày hôm nay mình rất chi là bực mình về một chuyện bực nhà anh ạ. Bực lắm em ạ. Đấy ngày hôm nay mình sẽ bực rất chi bực mình ông Quang. Ông ấy dậy từ 5 rưỡi. Đánh kiểu dậy, đánh thức tất cả anh em dậy, không ngủ nổi. Sớm thì ngon lắm, đéo biết đi đâu ấy. Anh ấy bảo em là hôm nay anh Quang anh ấy đi họp anh em ạ. Anh em đi họp, không biết đi họp cái gì gọi là phó phòng, trưởng phòng gì đấy. Why anh em không biết được, mặc sơ mi các cứ oai lắm. Nhưng mà ngày hôm nay anh em tôi đang đi trên đường và có đang đi xe của ông ấy mà chúng tôi đã lấy ra một ý tưởng. Đó chính là ông ấy không cho hai anh em mình ngủ mà anh em mình phải nghĩ ra cái gì để trả thù lại. Đúng rồi. Đó chính là anh em tôi sẽ trả vờ bị công an bắt xe. Nope. Tôi thì em chưa có bằng phải không? Em chưa có bằng. Đấy, tôi thì tôi chưa có bằng. Đấy và chả vờ bị bắt xe đâu, cho xem phản ứng của ông ý như nào, gọi ông ý ra chỗ này để chuộc xe. Đấy, không bằng không xe, không mũ không gương này thì mà ông đấy đang hỏi không biết có ra không nhỉ? Chắc chắn phải ra, xe ông ý xe anh em mình đâu. Mà anh em mình đâu có tiền, ông đấy phải ra rồi. Ông đấy có hết tiền anh em mình rồi. Mình bây giờ bắt đầu sẽ gọi ông ý nhá. Đấy anh em ạ, bây giờ mình sẽ gọi cho anh Quang nhá. À mà thôi, mày em hết tiền rồi. Còn mỗi 2.000 thôi. Tình nghiền hoài, đây để anh gọi cho. Anh gọi ông ý. Đấy anh em ạ, Quang Anh đây. Bây giờ mình sẽ gọi nhá. Bật loa lên, bật loa lên. Chết mẹ. Thế đâu tiền rồi, có tiền. Tiền. Đâu em gọi. Mày hết mẹ tiền rồi. Đầy tiền. Đây mình sẽ gọi cho anh Quang nhanh em nhá. Anh. Trang quay gần đây em. Bật loa to lên. Trung học cơ sở Mê Trì. Ừ, trung học cơ sở. Đéo nghe sao? Anh bảo là công an anh em ơi xuất hiện như thế này. Alo. Anh đang ở đâu rồi? Ừ, anh đang đi họp. Em với cả anh công đang đi xe, anh tự nhiên đi đến trung học cơ sở Mễ Trì, tự nhiên công an nó tóm rồi. Thế anh em này nó dắt xe vào rồi. Chúng mày đi kiểu gì để công an bắt chúng mày? Bọn em đang đi chơi, không mũ không gương với cả không bằng lo. Thằng Nam em bảo để em lái, nó đéo nghe, nó cứ tong te nó lái, nó bằng thì không có. Ôi, cái thằng có bằng thì đéo lái, mẹ đi để cho cái thằng không bằng lái. Giờ nó phạt, nó bảo là 2 triệu rưỡi. Ôi, anh đang đi họp, bây giờ phải tiền mặt làm gì đã có. Giờ ở đây cả người hai anh em có 70 đi uống trà đá đây. Ôi, chúng mày nào chịu chết, chúng mày đi. Thôi, thôi, anh ra đây đi xem thế nào, anh có mang tiền đấy không? Thế anh đi rút tiền xong ra đến chỗ trung học cơ sở Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm này. Ôi trời, chúng mày là mặt này tao đang thiếu. Giờ là nhanh không nó dắt xe về đồn ấy. Không có tiền là nó dắt xe về đồn. Nhớ anh nhớ, ra luôn nhá. Rồi, ok. Ra luôn nhá. Để cho chắc là phải một lúc nữa thì tao mới ra được cái bên. Bây giờ chuẩn bị tan họp rồi, xong rồi tao rút tiền để tao chạy ra luôn. Ra luôn nhá anh nhá. Ờ rồi, ok, đừng yên đấy nhá. Ok, ok. Dạ vâng, rồi nhanh nhá. Vào. Ok. Anh em ạ. Anh nhìn khôn phết đấy, không ký yêu em nản. Thôi, mình bây giờ anh em mình sẽ ra quán trà đá, ngồi cạnh anh kia. Đừng lấy quay. Đừng lấy quay nha, mình đặt góc mày quay nhá, anh em nhá. Ok anh em. Đấy các bạn ạ, bây giờ mình đã giấu con xe Lamborghini GSH ở đây rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ ra quán trà đá ở ngoài anh kia để mình chờ anh Quang, xem anh Quang có ra giải cứu con xe Lamborghini đấy không nhá. Em nhá. Giấu trong này có trời biết nhỉ. Bây giờ hai anh em mình ra ở này nhá. Đấy các bạn ạ, bây giờ mình với cả anh Công và Trang đang ngồi uống trà đá rồi. Và mình đang ngồi đối diện trước cái chỗ mà mình báo cáo với anh Quang là mình vẫn xe. Không biết anh thì có ra không? Sáng chưa được ăn gì anh em ạ. 5 giờ dậy thì ăn cái gì, giờ phải lấy mấy quả trứng ăn. Không biết anh ấy có ra không, và anh em chúng tôi sẽ ngồi đây chờ xem anh ấy có ra trượt xe của anh ấy không. Không ra thì thôi, chắc tôi bán luôn xe anh nhỉ. Chắc tầm 20 phút ông đấy đến. Vâng, anh em cùng chờ đợi mặt trụ của anh em mình chúng tôi nhá. Đấy anh em ạ, chờ lâu quá, từ nãy giờ 15 phút rồi. Không biết ông có bỏ qua mình không? Anh nhỉ? Mà công ty ngay đây. Đấy, đang ngồi uống trà chanh từ nãy giờ mà chưa thấy cuộc gọi điện gọi nhỡ nào.
đúng không? Kìa. Ôi anh em ạ, không biết ở đâu rồi. Đây 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 anh em ạ, kìa. Đi từ từ. Ây, đang gọi điện cho mình rồi. Chơi cái trắng nữ có điện gì. Đấy, anh em nhìn thấy không? Ôi chết rồi, chắc gọi điện cho mình rồi. Các bạn đã chuẩn bị gọi điện cho mình rồi. Thôi, thì đây là mình. Thì là mình không nghe. Nghe máy anh em thấy không? Anh em thấy cảm giác kiểu anh như nào? Đấy, nãy gọi nãy tận máy. Đi nữa ạ. Cho mình đứng nữa. Úi, đứng thất tàu. Không biết đi con tàu riêng của ai nhỉ? Ô tô người yêu chưa? Nó lấy đi Grab mà. Tay gọi này. Các bộ đi mượn xe. Ấy, anh em thấy không? Này gọi mình này. Vừa tắt luôn. Thôi bây giờ anh em chúng tôi sẽ đặt cam nhá. Em tôi sẽ đặt cam xong gọi ông ấy đến đây xong phải cảm giác của ông ấy thế nào. Không ông ấy chờ chắc chết đi này. Nha anh em nhá. Ôi được rồi các bạn ạ, bây giờ mình sẽ đặt cam đấy nhá. Điện không? Anh ơi! Đây, không có điện đâu. Ông vẫn đưa ấy điện lắm đấy. Chà hiểu. Xe nó vứt là đồ rồi anh ơi. Không. Anh ra bộ nó vứt đồ rồi. Bảo không ký là không ký biên bản cơ mà. Không ký nó bất ký biết sao được. Bây giờ nó bất ký. Tiền không có thì làm cái làm nào. Thì sao cho mày không gọi? Bạn bây giờ anh lâu quá phải gọi chứ. Đợi anh 20 phút giờ cho mới về đây. Mày bây giờ mẹ ký biên bản thì mày sẽ đéo được gì cũng sao. Bố làm để rút mà sao. Mẹ giữ xe một tuần. Tao không có cái để tao đi làm đâu. Mẹ em đèo thì có bằng giấy tờ đầy đủ. Mũ thì mũ bình thường thì nó không đáng bao nhiêu. Mấy trăm thôi. Chết, không có bằng cái này gì này. Mẹ giờ nó cho về đồ rồi. Sáng nó cầm cả xe đi, sáng cấp bộ nó không muốn đi xe, nó vứt xe ở nhà cho mày lấy xe tao đi. Mà cũng tại anh sáng dậy sớm. Ôi trời ơi. Bây giờ công việc thì bây giờ biết làm sao. Ê anh em hả anh em. Bây giờ anh sáng dậy sớm. 5 giờ anh đã dậy rồi, anh đánh thức hết cả anh em dậy. Mặc dù anh không gọi đúng không, anh dậy anh đánh răng rửa mặt, anh hát tủng các thứ lên. Thì bây giờ ai dậy được? Được trái mò đi chơi. Cơm còn chửa ăn bây giờ có mấy quả trứng này, ngăn tạm này. Hẹn hết được cổ. Tao chịu chúng mày, chết. Không hiểu chúng mày nghĩ cái đéo này. Đi mà đi kẹp hát ba luôn à. Em ngồi, em đứng trước. Em đứng trước. Ôi giời ơi. Con trai này nó đòi nó giúp lên trước. Đánh con này là em đã đi bình thường rồi, nó cứ là thích đổ cua. Chúng mày chở thế khác gì chở lọt, chở dịch vụ. Bình thường ở đây có công an đâu. Như này thì cơ động đây, đi qua. Đường rồi. Mẹ đường thì đường lúc đéo nào chả có, thỉnh thoảng nó lượn suốt. Chúng mày nghĩ đéo, tao đéo. Nó đi đúng không anh? Hai thằng nó đi có mua con bồ câu, nó đi ra. Tự nhiên nó bắt. Tất vào lề em ơi. Thế thì con em biết sao được. Tao cạn lời, bây giờ bên biên bản tí rồi. Ờ, vào phạt mẹ 2 triệu dưới tí về lấy tiền gì mà ăn. Thôi anh ấy đi bay tiền chưa? Rút rồi. Được rồi, đi bay tiền thế này. Anh trả tiền. Đi vào ủy ban em thế nào? Học cái lấy xe đâu? Trong đồn nó còn nữa đâu? Thì anh trả tiền trả đá vào đồn. Chết mày. Thôi tôi uống nước đàng hoàng đã. Bắt thì bắt rồi giờ biết là. Ăn còn chứ. Ô tao còn cái tâm trí nào mà ăn? Chúng mày bị bắt xe thì ăn cái gì? Tiền nong thì tao anh cứ lo cho Nam sau nó giả anh. Cái tội ngu bảo. Tao biết tiền tao bỏ ra đấy tính thế nào? Xoay được. Tao biết chúng mày chưa mất. Chúng mày xe đi làm việc mà chúng mày để đi. Chúng mày đi chơi kẹp 3, kẹp 4 chúng mày đi ra ngồi là. Làm nhớ ra tiền mà. Làm nhớ ra tiền mà. Thằng tổng quẩy đi. Thằng có bằng đeo lái để cho cái thằng. Khổ
khổ nỗi nó cứ tong theo, nó bảo em chưa được đi ăn. Thế bây giờ nó bảo là con Trang nó bảo là tin tưởng mỗi anh Nam tổ lái, thì bây giờ em biết làm thế nào? Ôi là con bé này rồi trước tay nó vẫy 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 vẫy. Thế em cái đổ cua này. Mình thì sao nó bắt ở đây nhỉ? À, đi làm được vài triệu, bởi bây giờ chúng mày làm quả 2 triệu rưỡi này. Vài triệu, cả chục triệu, cái vài triệu. Không, thấy đáng trước em 17 triệu hay sao ấy. Ủa, cứ thôi, bây giờ giả tiền xe đá đi. Để anh em đi vào đồn. Đéo, đéo giả tiền, đi vào đồn lấy xe tiền từ tí ra giả phòng. Giờ con em được lấy đâu đồng nào đây? Đấy, đi, chúng mày rủ nhau đi chơi. Trong cái đó tiền không có. Lượn lờ ở đây quanh đây thôi chứ. Chơi đâu? Thế sao chúng mày không ở nhà? Ở nhà chán vãi đi. Đi ở nhà đâm cả người. Tiền đéo có hàng biết... bán hết rồi. Tiền đéo có, đéo hiểu chúng mày bây giờ đi ra ngoài đường thì chúng mày làm gì? Hàng bán rồi, video dụng hết rồi thì bây giờ chả đi ra ngoài đường. Đi ra đường còn nghĩ được cái ý tưởng này thì ý tưởng nó là ngồi nhà. Ông thì ông đi làm ông quấy cả lũ dậy sao ông bắt cả lũ ở nhà. Thế thôi anh em trả tiền. Thôi thanh toán đi, cho em mượn mấy chục em trả tiền cả đá. Tiền thôi cứ để đây này, bác đi đâu. Tiền này đưa chúng mày, đưa chúng mày, chẳng chẳng chúng mày khách luôn mà hết. Chiều nay hay bao nhiêu tiền? Mà ăn nhiều, từ nãy giờ ăn nhiều đấy, không có tiền mà ăn nhiều đấy. Có mấy mà... Thanh toán được tiền cô? Không đeo cái gì à? Một riêng vô. Một ăn này mất bao nhiêu rồi nhỉ? Lời dương 4 quả trứng cả không ạ? Đời nào chúng mày mới chết. Đấy. Nước ngon này, ngoài ra chưa kịp uống này. Còn 20.000 vương. Vào 52. Quê có 52.000. Dạ vâng ạ. 52. Thôi là làm việc không rồi à? Dạ. Thôi đi, anh em đi lấy xe đi. Đi lấy xe đi. Mà cầm biên bản đây. Cầm biên bản ra đây xong rồi là tao đưa tiền cho. Hả? Em lấy rồi à? Vâng. Đây anh ơi, đi lấy xe đi. Xe ở đâu? Đây, xe đây. Đây này. Ôi đi. Thế chúng mày đùa tao đấy à? Không, em đùa đâu. Mẹ chúng mày biết tao đang đi họp. Vừa Nam là lấy tiền đi rút rồi. Lấy tiền ở đâu? Đây. Đéo hiểu chúng mày, thế vậy tao đang đi họp chúng mày trêu tao, chúng mày lấy cái cục họp tao ra chúng mày đùa tao đấy à? Hả? Đâu xe đâu, lôi xe tao đây, nhanh. Lôi xe đây. Nhanh lên. Đây. Này chúng mày liệu hồn. Đây các bạn ạ. Nhanh, muốn sống đây, lôi xe tao đây, bạn quay ạ. Cái đéo. Mày nhanh, mày lôi xe tao đấy. Đang cứt các bạn ạ. Hốn lắm. Đang đi họp mà chúng mày đùa tao. Đây hai thanh niên này. Đây rồi, đây rồi. Vừa hai anh em đi. Thế vậy là xe có bị bắt hay không? Có, 2,5 triệu. 2,5 triệu vừa phải đi bốc họa lấy. Tao đang chịu họp của chúng mày, bắt tao đi ra đây. Hả? Chọn đùa của chúng mày à? Anh Hâm à, bây giờ nhớ, em bảo nhớ. Thế là nó bắt xe rồi. Hay nó thấy em với cả anh Công vừa em với cả anh Công đẹp trai quá, nhỏ. Thì là nó tạm tha. Vừa công an nó gọi xuống ấy. Thế sau nó bỏ bỏ khẩu trang ra, nó bảo ông anh Công à? Ôi anh công à, thôi anh đi anh qua bắt. Thôi các bạn, bây giờ mình mặt thật ra là chốt. Đơn khóa đây, đi chìa khóa, đi xe bạn tao về. Mặt trâu của chúng tôi thành công rồi anh em ạ. Và nếu các bạn cảm thấy clip này hay cho mình một like, subscribe nhá. Chúng mày bố đang đi làm. Chết rồi, tối nay khỏi ăn cơm anh em ạ. Ba nữa. Anh ơi, anh ơi. Chết rồi. Giờ cơ mà chịu chết. Tối nay khỏi ăn cơm. Bye.